em thọ nhòm gửi lời chào tới các bác ở với video này em lên giới thiệu với các bác mẫu nhòm xuất tu 10 x 42 trên trên màn hình các bác đang xem đây là cái mẫu nhòm cũng đang hiện nay cũng được rất nhiều các anh em đón nhận để dùng công việc xoay ong cũng như là đi săn nợ đi du lịch và thể thao dạng ngoại thì với mẫu nhòm này thì có giá khoảng gần 3 triệu đồng thì các bác đã có cho mình cái mẫu nhòm xuất tu soi nhìn rất là tốt êm dịu mắt và chống nước tuyệt đối cho các bác khi sử dụng Đây là mẫu nhòm Kính đi e Rất là trong Về Khung khung khu thân vỏ của em mẫu nhòm này thì cũng là bằng hợp kim coi nhé Hợp kim Cho nên các bác khi sử dụng yên tâm cầm rất là chắc tay Và chế độ Chống nước của em này lên tới IP7 Và được bảo hành lên tới 2 năm Về chống nước các bác nhé và ngoài ra các cái mẫu nhóm này thì shop em vẫn vẫn hỗ trợ anh em nếu như anh em gặp trục trặc về vấn đề xoay nhìn do do chủ quan nó mang lại là khi đi dùng rồi đánh rơi hoặc là đánh rơi hoặc là bị bị lệch trục loại kia thì shop em sẽ 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 vẫn nhận sửa chữa và cũng như là uh, cho các anh em khi anh em đặt hàng bên shop và chế độ bảo hành của shop em là chế độ bảo hành 2 năm đó bộ nhôm sút tu với các phụ kiện thì sẽ đầy đủ các phụ kiện cho anh em từ nắp đậy này đó nắp đậy này nắp đậy của thị kính này và nắp đậy hai hai nắp đậy của vật kính này đó, của vật kính và kèm theo nữa là túi đó, quay đeo và cái dây này giờ, quay đeo này thì anh em về gắn anh em sẽ nối với cả hai cái hai bên hai bên tay của ông nhòm đây đó, hai bên tay của ông nhòm này đó ở hai bên sườn đây em sẽ giới thiệu thêm về một số cái, cái cái hướng dẫn sử dụng để anh em nào có thể là chưa chưa tiếp cận hoặc là chưa sử dụng các mẫu nhòm suất tu thì anh em có về có thể sẽ đặt hàng bên em và sẽ về sẽ được kiểm tra cụ thể. thứ nhất là khi anh em mua hàng về thì yêu cầu shipper mở hàng thì anh em yêu cầu vừa đưa hàng và anh em bật hàng ra bật hàng ra và kiểm tra cái mẫu nhòm đúng sản phẩm đúng mẫu thông số anh em anh em đặt thì anh em bắt đầu kiểm tra, tiến hành kiểm tra thì kiểm tra bao gồm các tất cả các phụ kiện như em vừa giới thiệu thì đầy đủ các phụ kiện và kèm theo có cả thẻ bảo hành thì anh em thì anh em ấn hẳn bắt đầu tiếp uh, nhận hàng thì đầu tiên thì anh em sẽ mở tất cả các nắp thị kính này ra cũng như vật kính này ra đó thì anh em sẽ nhận được uh... và và tiếp theo thì các bác uh, mở hết đi ra cho em rồi thì uh, với uh, sút tu này thì sẽ công mắt này sẽ có hai nấc đó một này thế bắc tạch thì thường thường nếu các bác nó sử dụng thì sử dụng có những bác nếu dùng quen rồi các bác sẽ không phải uh, sử dụng đến công bắt này Đấy, còn, uh, còn các bác mà chưa dùng quen các bác có thể dùng quen đến công bắt này để tránh khi là khi chúng ta sử dụng uh, Kho nhỏ là cái mắt của chúng ta cái thị uh, kính của, thị lực của chúng ta thì bắt thì mắt của chúng ta nó sẽ chạm quẹt vào cái uh, cái cái thị kính của ống nhỏ đó thì sau khi các bác vặn uh, ra rồi như này để kiểm tra tiến hành kiểm tra thì các bác cúp ra sao cho hai ống đây các bác nhé này, cúp hai ống này đó hay cúp cụp được nhé rất là nhẹ nhàng các bác cúp sao cho hai ống này nó tròn thành một vừa với mắt mình vừa với tầm mắt của mình khoảng mắt khoảng mắt của mình sau đó là lấy nét ở tại đây và lấy nét đều cho hai ống kính đó thì các bác nhìn xa thì các bác lấy cho em nét về bên trái còn nếu như bác đang nhìn từ từ cái xa bác nhìn quay về gần thì bác quay về bên phải cho em nhìn này nhích từng nhích từng ít một nhẹ nhàng vì cái này bắt nét rất là nhạy nên các bác nếu mà bác phi nhanh nhìn này thì nó sẽ không lấy kịp nhé bác nhích từng ít một cho em nhìn này cứ ít một xíu một thì nó sẽ lấy được nét sẽ sẽ, sẽ sẽ rất là tốt đó và để chuẩn bị cho cái mẫu uh, cho năm 2024 thì số em đã về hàng thì bác đang các bác đang có quan tâm đến mẫu nhòm uh, sút tu 10 x 42 như em cần đang cầm trên tay thì liên hệ số em số điện thoại uh, 033 989 và 6168 và đây là số zalo để các bác có thể kết bạn và các bạn uh, kết bạn và và và, ý, và và, và và đặt hàng bên uh, shop em Cảm ơn các bạn đã xem hết video và các bạn đang xem video xem xin đừng quên ấn cho em xin nút like và cũng như là nút đăng ký kênh để xem nên các video mới các bác sẽ nhận sớm nhất nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.